Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn về một số cái nhóm công cụ vẽ trên Corel. Thì trong nhóm công cụ vẽ Corel thì khi các anh chị mở phần mềm Corel lên thì ở trên thanh trong hộp công cụ thì nó có các cái công cụ vẽ. Thì trong đó cái công cụ vẽ thứ nhất đó là công cụ vẽ đối tượng hay là công cụ vẽ hình. Thì công cụ vẽ hình các anh chị và các bạn chỉ cần chú ý tới công cụ pen. Ở trong đây thì các anh chị sổ xuống thì nó có rất nhiều cái chức năng vẽ. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng thì mình chỉ thấy cái công cụ pen là nó quan trọng nhất, do đó các anh chị cần chú ý tới công cụ pen thôi. Thì công cụ pen thì chúng ta lít vào cái biểu tượng cái mũi tên thì khi đưa con chỏ chuột ra vùng làm việc thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ xuất hiện thành cái mũi tên và cái dấu nhan ở trên màn hình đây. Thì để vẽ công cụ để sử dụng công cụ pen, thứ nhất là vẽ đường thẳng và vẽ hình cong. Thì vẽ đường thẳng thì các anh chị lít trái chuột tạo một cái điểm neo đầu tiên, và sau đó các anh chị di chuyển con cái đầu bút tới những cái vị trí các anh chị cần dừng, thì nó sẽ sau đó các anh chị lít thêm trái chuột thì nó sẽ ra một cái đoạn, và sau đó từ cái đoạn thứ hai các anh chị có thể vẽ vào đoạn thứ ba và sau đó chúng ta lít trái chuột và chúng ta vẽ chúng ta nối lại điểm với nhau. Thì trong quá trình nối vào điểm thì chúng ta sẽ tô màu được cho đối tượng nha. Ví dụ ở đây mình muốn tô màu xanh, còn màu lai thì chúng ta sẽ tô màu lai là màu viền thì chúng ta sẽ tô thêm. Khi mà tôi muốn tô được cái đối tượng, khi đối tượng vẽ thì các anh chị phải vẽ cho nó khít cái điểm cuối cùng, nó phải khít với cái điểm hai điểm nó phải khít với nhau. Nó giống như một cái thùng mà các anh chị muốn chứa nước thì nó phải không có bị lủng thì nó mới chứa nước được ha. Ví dụ như nếu bây giờ các anh chị vẽ có tới đây thì các anh chị sẽ không bao giờ tô màu được, đúng không? Hoặc là các anh chị chỉ vẽ từ đây, các anh chị vẽ từ đây tới đây, đây các anh chị dừng. Thì ở đây nó sẽ có một cái đoạn gọi là cái đoạn này nó bị hở này ha, bị hở thì chắc chắn các anh chị sẽ không bao giờ các anh chị tô màu được, tô màu cho cái ấy được, mà các anh chị chỉ tô được cái màu viền thôi. Do đó khi mà các anh chị muốn vẽ mà để tô màu thì các anh chị phải vẽ cái đối tượng phải cho nó khít, nó không bị lủng thì các anh chị mới vẽ được. Đó là vẽ đoạn thẳng. Còn nếu các anh chị muốn vẽ đoạn cong, đường cong, thì các anh chị lít một điểm neo đầu tiên, sau đó các anh chị di chuyển cái đầu thước vẽ tới một cái vị trí mà cần vẽ, sau đó các anh chị giữ trái chuột và chúng ta sẽ kéo các anh chị sẽ kéo con chuột thì nó sẽ đưa ra hai cái mũi tên định hướng cho các anh chị. Thì trong đó là một cái mũi tên định hướng thì cái ngòi bút nó sẽ thực hiện nó giữ để cho nó kéo, và cái ngòi bút kia thì nó sẽ kéo lại đó. Khi các anh chị thả trái chuột ra, nếu các anh chị mà thì đối với điểm thứ hai qua điểm thứ ba thì nó sẽ coi là một đường cong. Còn nếu các anh chị từ một điểm thứ hai mà các anh chị qua điểm thứ ba muốn nó là một đường thẳng thì các anh chị phải giữ phím Alt ở trên bàn phím sau đó các anh chị đưa cái mũi tên này vào trong cái vị trí xanh này, các anh chị lít trái chuột một lần rồi sau đó các anh chị thả phím Alt ra thì khi đó nó sẽ thực hiện lại là một cái đường thẳng. Đây các anh chị biết ha, đó đây là cái công cụ vẽ, muốn vẽ đường cong thì chúng ta sẽ vẽ như thế. Bây giờ vẽ đường cong mà các anh chị muốn cho nó tô màu cho nó thì các anh chị cũng phải vẽ cho nó khít chúng ta sẽ không có giống như là nó không có lủng ấy thì chúng ta mới tô màu được nha. Rồi đây là cái công cụ vẽ của hình pen. Thì công cụ này vô cùng quan trọng khi mà sau này có những cái đến cái phần mà cắt hình mình sẽ sử dụng công cụ pen. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn và các anh chị sẽ cắt cái hình ra để mình trèn vào trong những cái poster thiết kế, để chúng ta sẽ giống như là cắt hình để tách nền ra thì chúng ta cũng phải sử dụng công cụ pen. Rồi đây là công cụ vẽ thứ nhất, đây là công cụ vẽ hình. Công cụ vẽ thứ hai đó là công cụ vẽ hình vuông. Công cụ vẽ hình vuông, hình chữ nhật, thì đây là công cụ quá dễ, các anh chị biết chức năng của nó đúng không, chỉ cần giữ trái chuột chúng ta kéo thôi. Còn nếu các bạn muốn vẽ hình vuông thì chúng ta sẽ nhấn thêm phím Ctrl
Thì khi vẽ một cái hình vuông ra thì trên đây nó có các cái, trên cái thanh thuộc tính nó sẽ hiện ra các cái thanh thuộc tính của cái hình vuông này. Bây giờ các anh chị muốn đổi cái kích thước thì chúng ta sẽ đây nó có cái biểu tượng ngang và biểu tượng dọc nè ha. Trong cái offset size á thì các anh chị ví dụ nếu các anh chị muốn bề ngang của nó là 220 cm thì các anh chị chỉ cần nhập vào 200 mm, tại vì mình đang điều chỉnh ở cái mm ha. Còn nếu các anh chị muốn điều chỉnh ở cm thì các anh chị lít con chuột ra ở một vùng trống ha, sau đó trên đây nó sẽ hiện ra cái vùng mm này. Thì các anh chị sổ xuống thì trong đây nó có cái phần cm. Nếu các anh chị quen sử dụng cm thì các anh chị chọn về cm. Còn nếu các anh chị không quen sử dụng cm thì các anh chị có thể sử dụng mm. Còn mình ở đây mình quen sử dụng mm nên là mình hay để cái thước đo là mm ha. Còn các anh chị muốn điều chỉnh như thế nào, kích thước ngang dọc và tỷ cỡ lớn như thế nào thì các anh chị cứ nhập vào đây. Ví dụ các anh chị muốn nhập vào một cái băng rôn, sau này các anh chị thiết kế khách hàng nó cần là 5m thì chúng ta sẽ nhập vào đây là 5.000 ha. Thì đây các anh chị sẽ thấy một cái băng rôn rất là dài ha, 5.000. Sau đó các anh chị tô màu và sau này sẽ các anh chị sẽ mình sẽ chỉ cho các anh chị thêm về những cái phần thiết kế băng rôn này như thế này, thì bao gồm có thêm là đường khung viền vào ha, khung viền vào thì những bài sau mình sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị nha. Rồi đó là công cụ vẽ hình vuông, hình chữ nhật. Tiếp đó là công cụ vẽ hình tròn và hình elip thì cũng rất là đơn giản giống như hình vuông thôi. Nếu các anh chị muốn vẽ hình elip thì chúng ta chỉ kéo như thế này ha, thì nó ra. Còn nếu mà các anh chị muốn vẽ hình tròn thì chúng ta giữ thêm phím Ctrl, chúng ta nó sẽ vẽ hình tròn tất cả các anh chị thôi ha. Còn các anh chị muốn điều khiển cái kích thước hình tròn này cho nó đúng kích thước, ví dụ như các anh chị cần cái hình tròn của nó là 10 cm ha, thì các anh chị nhập vào đây, nhập trên nhập dưới là 100 mm thì nó sẽ ra được 10 cm đây như thế này này. Rồi các anh chị cũng tô màu, thì nếu các anh chị tô màu thì cũng tô màu lít phải chuột, lít trái chuột vào trong cái vùng màu thì nó tô màu nền, còn lít trái chuột là nó tô màu viền ha. Rồi đây là hai công cụ rất là dễ. Cái công cụ thứ tư đó là công cụ polygon tool, hay là bấm phím tắt là chữ y á. Đây này các anh chị này, đây gọi là cái công cụ vẽ hình đa giác. Thì vẽ hình đa giác thì các anh chị trên đây nè, nó sẽ có rất là nhiều nha. Đây có rất là nhiều. Đây là công cụ hình đa giác, thì trong đó nó có luôn là mấy cái công cụ vẽ basic, tức là những cái vẽ những cái hình cấu hình sẵn. Còn đây hình công cụ vẽ hình đa giác. Thì đây các anh chị mở ra thì các anh chị luôn luôn chú ý cho mình những tất cả các video trước mình đã nói là khi các anh chị vẽ một đối tượng nào thì các anh chị hãy nhìn lên thanh thuộc tính, thì nó sẽ có những cái chức năng của thanh thuộc tính của cái hình đó. Ví dụ như đây là hình đa giác, bây giờ mình muốn vẽ một cái hình thành 6 cạnh thì mình đây mình lít nè, ở trên đây các anh chị sẽ thấy trên đây nó sẽ có cái số 6, thì các anh chị sẽ thấy là vẽ hình số 6 như thế này ha, 6 cạnh. Còn đây là cái đường viền, hay là còn gọi là cái đường line của cái hình đó. Đó, nếu các anh chị chọn thì nó sẽ hiện ra như thế này. Thì chúng ta tô màu thì cũng rất là cũng giống như những cái hình vuông, hình tròn hay là hình công cụ vẽ hình thôi ha. Rồi bên đây thì nó cũng có những dạng kích thước nè, thì những cái công cụ này thì rất là nó cũng tương đương với nhau thôi ha, khi các anh chị vẽ. Ngoài ra thì ở đây nó còn có các cái công cụ ngôi sao, nhiều sao ha. Thì quá dễ rồi. Thì khi mà đến công cụ basic nè, khi các anh chị lít vào đây nè, basic shape nè, thì trên đây thì khi đây hiện ra thì nó sẽ có những cái dạng thanh, trên thanh thuộc tính nó sẽ đưa ra các hình dạng vẽ. Thì các anh chị vào trong perfect thì các anh chị sổ mũi tên đen này xuống nè, thì các anh chị trong đây sẽ có rất là nhiều loại hình nó đang vẽ sẵn cho mình, nó đang định dạng sẵn. Ví dụ như hình trụ, đây là hình các anh chị muốn vẽ theo cái hình mà giống như là cái chữ thập đỏ ha, giống như cái chữ thập đỏ nè. Rồi cái hình giống như hình giọt nước, ví dụ như hình giọt nước đây là hình giọt nước ha. Đây, các anh chị lướt vào, các anh chị vẽ này ha, đây là hình giọt nước. Đấy, rất là nhiều mẫu. Đây các anh chị có thể thấy nè, đây nè, đây hình mặt cười nè. Nói chung đây là rất là nhiều hình có sẵn nha. Còn khi mà các anh chị muốn vẽ những cái đối tượng thì các anh chị nên nhớ là mình phải vào trong những cái hình vẽ basic để chúng ta làm. Thì nó nằm trong hình basic thì nó nằm ở trong cái phần trong hoài luôn này ha. Xong phần hệ đa giác thì đây nó có các cái hình vẽ mũi tên. Thì các anh chị lít ra thì đây sẽ cái nè, đây là có cái mũi tên là ngang ha, qua phải qua trái lên xuống, mũi tên hai đầu
Đây là những cái ghi chú hay là những ngã tư gì đó. Để các anh chị thấy nè, khi các anh chị lít vào, các anh chị vẽ thì nó sẽ ra thôi. Đó, các anh chị vẽ, các anh chị thấy nó sẽ ra là mũi tên. Tuy nhiên ở đây cái mũi tên này á, thì nó sẽ có như thế này. Tức là khi các anh chị lít thì nó cũng có thể điều chỉnh được nhỏ to như thế này. Tuy nhiên khi các anh chị điều chỉnh nhỏ to thì các anh chị sẽ thấy là cái mũi tên này nó sẽ dài ra, đúng không? Nó sẽ dài ra. Cái này đối với làm những cái công cụ khi mà vẽ những cái chức năng lớn á, những cái mũi tên lớn thì các anh chị có thể vẽ được. Tuy nhiên mà để vẽ một mũi tên mà giống như theo bản chỉ dẫn của trong mấy cái cạc á, bản vẽ mũi tên chỉ đường á, thì các anh chị sử dụng công cụ Ben nè. Không, các anh chị vẽ một đường thẳng, nhấn Shift giữa một đường thẳng, sau đó các anh chị lướt ra. Thì các anh chị trên đây các anh chị sẽ thấy nè, đầu tiên thì các anh chị sẽ chọn đường line ha, đường line cho nó lớn lên. Ví dụ đây, chọn lớn cho các anh chị dễ thấy nha. Đây, thì ở trên đây các anh chị sẽ thấy nè, ở cái phần đường line thì trong đây nó sẽ có nè cái dạng của cái đường thẳng. Ví dụ đây là cái dạng đường đứt nét nè ha, cái dạng đường chấm nè. Rồi, còn các anh chị muốn làm mũi tên thì các anh chị cũng có thể sử dụng cái vẽ hình này nè. Chúng ta sẽ làm, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào trong cái đầu này nè, thì các anh chị sẽ thấy nó có những cái dạng mũi tên ha, nó sẽ cố định cho cái đầu. Ví dụ mình lít vào đây thì các anh chị sẽ thấy cái đây là cái mũi tên của cái đầu phía đây. Rồi ở phía đây các anh chị sẽ thấy đây. Đây muốn vẽ tên mũi tên hay đầu thì tất cả các anh chị có thể áp dụng những cái hình vẽ này hoặc là cái kích thước này, cái cách làm này để vào trong sử dụng những cái hướng dẫn chỉ đường trong cái một cái bản vẽ bản đồ trong cái cạc visit hoặc là cái một trên cái bản đồ trên tờ rơi thì chúng ta có thể làm được. Đó là công cụ vẽ. Rồi tiếp theo của các công cụ basic thì các anh chị có thể là vào trong đây nè, các anh chị thấy nè, đây là nó có thêm những cái biểu tượng, ví dụ như những cái biểu tượng tiêu đề hay là gì đó thì rất là nhiều. Thì các anh chị chỉ cần vào trong cái hình basic này, các anh chị trong cái phần hình đa giác, rồi các anh chị chọn xuống trên phần đa giác, sau đó là hình basic, thì tất cả đây là những cái hình mà có sẵn cho chúng ta để chúng ta lựa chọn. Chỉ cần click vào trong đối tượng và chúng ta sẽ đưa ra, chúng ta sẽ vẽ thì nó sẽ đưa ra những cái hình này cho các anh chị thấy. Đó là những cái công cụ vẽ rất rất là đa dạng trong cái hình nhóm hình đa giác và công cụ lật vẽ hình basic. Đó là các cái công cụ vẽ cơ bản ở trong Corel mà mình thấy hay thao tác và sử dụng nhất. Thì đối với những bài sau thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn thêm về phần tô màu. Tô màu trong đó có tô màu chỉ sắc ha, rồi những cái phần hiệu ứng, và sau đó chúng ta sẽ mình sẽ cùng với tất cả các anh chị sẽ làm một số cái bài tập đơn giản về những ví dụ như là thiết kế phần cạc visit, thiết kế bao thư, thiết kế một cái tờ rơi, thì để cho các anh chị quen với các dịch vụ mà chúng ta làm. Thì mình sẽ những cái kinh nghiệm của mình trải qua rồi thì mình sẽ hướng dẫn thực tế cho tất cả các anh chị thiết kế những cái dịch vụ mà mình làm trong cái tiệm photo, để chúng ta sau này khi khách hàng tới thì mình có thể mình hình dung được cái hình thức này mình sẽ làm như thế nào và bắt đầu mình làm cho khách hàng. Rồi, video chia sẻ của mình tới đây là kết thúc. Hy vọng các anh chị có thể nắm được một số cái công cụ vẽ cơ bản ở trong Corel. Xin chúc tất cả các anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Nếu các anh chị nào mới ghé qua kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bado Official và nhấn vào biểu tượng quả chuông. Khi nào có những video chia sẻ mới lên thì các anh chị có thể là người theo dõi được những cái chia sẻ của mình trên kênh Bado Official này nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video lần sau. Bye bye các chị và các bạn.